Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Điểm chuẩn lớp 10 Tây Ninh các trường trung học phổ thông công lập như sau. Trường trung học phổ thông Tây Ninh, điểm chuẩn 15,80. Trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, điểm chuẩn 14,29. Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, điểm chuẩn 12,32. Trường Trung học phổ thông Trường Phú, điểm chuẩn 8,68. Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, điểm chuẩn 7,58. Trường Trung học phổ thông Tân Châu, điểm chuẩn 8,97. Trường Trung học phổ thông Tân Đông, điểm chuẩn 8,30. Trường Trung học phổ thông Tân Hưng, điểm chuẩn 7,88. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, điểm chuẩn 9,58. Trường Trung học phổ thông Dương Minh Châu, điểm chuẩn 8,73. Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ điểm chuẩn 9,55. Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, điểm chuẩn 5,50. Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, điểm chuẩn 15,30. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, điểm chuẩn 12,67. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực, điểm chuẩn 10,95. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, điểm chuẩn 8,05. Trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, điểm chuẩn 4,71. Trường Trung học phổ thông Quang Trung, điểm chuẩn 9,15. Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, điểm chuẩn 8,86. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, điểm chuẩn 8,45. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, điểm chuẩn 12,68. Trường Trung học phổ thông Trảng Bàng, điểm chuẩn 10,02. Trường Trung học phổ thông Lộc Hưng, điểm chuẩn 8,75. Trường Trung học phổ thông Bình Thạnh, điểm chuẩn 7,10.